Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ở cảm ơn Chúa, hãy nói từ bên cạnh, Chúa là sức mới của bạn. Amen. Chúa là sức mới của các con. Amen. Chúa là sức mới của các con. Chúa là sức mới của các con. Amen. Chúa là sức mới của những người đã nghe những lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúa là sức mới của bạn. Amen. Cảm ơn Chúa. Vợ chồng tôi có một người bạn rất là thân, tên là Minh. Dạ, cảm ơn Chúa. Cứ mỗi lần mà mục sư nói điều gì là bạn đều vỗ vai tôi hoặc vỗ vai vợ tôi là sức mới Chúa cho bạn. Amen. Chúa yêu bạn lắm, bạn đừng nặng lòng nghe. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bạn Minh, bạn thân của chúng tôi. Chúng ta vỗ tay rất là bạn Minh một tràng với bạn. Đêm hôm qua tôi đã suy ngẫm về cái chủ đề đức tin. Và sáng hôm nay tôi còn có dành thì giờ tôi cầu nguyện với một người anh em. Và tôi đọc ở trong Habacuc đoạn 2. Và sáng hôm nay tôi cũng muốn nhờ ơn Chúa mà khích lệ quý vị trong chủ đề đức tin. Amen. Amen. Bạn Dũng có thể mở cái câu cuối của Văn Bồi, câu cuối cùng đó là Chúa nói là nếu ai không có đức tin thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Vì Đức Chúa Trời ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúng ta có thể nhờ ơn Chúa mà biết rằng Hebrew đoạn 11 câu số 6 chúng nói như vậy. Và sáng hôm nay sẽ nhờ ơn Chúa mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn trên bảng và đọc câu kinh thánh này một cách mạnh mẽ. 2, 3. Người không có đức tin không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài có thật. Một lần nữa, 2, 3. Người không có đức tin không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài có thật, và Ngài luôn thưởng cho những người tin theo Ngài. Chúng ta mỗi ba người bên cạnh đó là và Ngài luôn luôn thưởng thưởng cho người tin theo Ngài. Nếu không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta tìm kiếm Chúa bằng đức tin, chúng ta sẽ làm vui lòng Đức Chúa Trời. Amen. Mà vui lòng Đức Chúa Trời thì Ngài luôn luôn, chúng ta nói từ bên cạnh, Ngài luôn luôn thưởng thưởng hay là ban thưởng cho người tìm cầu Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng nay chúng ta suy gẫm trong Habacuc đoạn thứ hai. Chúng ta suy gẫm trong Habacuc đoạn thứ hai để rồi chúng ta sẽ nhìn trên lời của Chúa đã được chép trên bằng Dũng buổi sáng này chuẩn bị. Cho nên mai mốt mà ai muốn giảng mà giảng phần bơi bôi thì bằng Dũng sẽ là người giúp đỡ cho những người trong điều đó. Amen. Chúng ta để ý trong Habacuc, chúng ta cùng nhìn trên bảng và chúng ta đọc chung. 2, 3. Tôi sẽ đến nơi gọn gàng, bán chặt trên thác gàng. Nơi đó tôi sẽ nhờ xem Chúa hàng hữu phán bảo tôi điều gì và Ngài trả lời thế nào về điều tôi đang chắc. Chúa hàng hữu phán bảo tôi, còn hãy viết những kẻ tượng thật rõ trên bảng để người vui chạy có thể học được. Vì phải chờ đến đúng thời điểm, hải tượng mới ứng nghiệm, nó đang diễn biến nhanh chóng để hoạt động, không hoài lan đâu. Nếu nó chậm trễ, con hãy đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến, nó không chậm trễ đâu. Hãy nhìn kẻ tự kiêu, họ tin cậy nơi chính mình và sống không ngay thẳng, như người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. Amen. Chúng ta qua những người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. 2, 3. Những người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. Amen. Hãy nói người bên cạnh một lần nữa. Những người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. Amen. Hãy trở lại câu số 1. Đây là tiên tri Habacuc và một đầy tớ của Chúa. Dù đối diện với nghịch cảnh, đối diện những nan đề và đối diện những cái điều mà làm cho ông cảm thấy như là tuyệt vọng, dân Israel đã bị lưu đày,
đất nước đã bị tan nát, nhà cửa đã bị thiêu đốt, mùa mã đã bị hư hỏng, tường thành thì bị gãy đổ. Nhưng ông nói như thế này: tôi sẽ đứng nơi vọng ngát, bám chặt trên tháp canh. Nơi đó tôi sẽ chờ xem Chúa hàng ngũ phán bảo tôi điều gì. Buổi sáng hôm nay, hội thánh của Chúa đã dành cái thời giờ quý báu này, ngày thứ hai, chúng ta chạy đến vọng canh ở đây, chúng ta đứng ở tháp canh đây, và chúng ta chờ xem Chúa hàng ngũ phán bảo với chúng ta điều gì. Amen. Ngay trong giờ này, Chúa hàng ngũ phán bảo chúng ta là: con ơi, đừng lo lắng nữa. Amen. Ngay trong giờ này, Chúa hàng ngũ phán bảo chúng ta là: con ơi, tình yêu thương chẳng hề hư mất con. Amen. Chúa hàng ngũ phán bảo với chúng ta là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Chúa hàng ngũ bảo rằng: hãy trao mọi gánh nặng cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh chị em. Amen. Chúa hàng ngũ phán bảo với những người đang có mặt ở sao này là: ta muốn con ở hàng đầu chứ không phải ở hàng đuôi. Amen. Chúa hàng ngũ phán bảo rằng: con sẽ ở trên cao, không phải ở dưới thấp. Chúa hàng ngũ phán bảo: con sẽ là người bán cho, chứ không phải người đi vay mượn. Chúa hàng ngũ đó cũng bảo rằng: con tha thứ cho người khác, con sẽ được thứ tha. Chúa hàng ngũ dạy rằng: con dâng đi để con được phước hơn người nhận nữa. Chúa hàng ngũ phán bảo: trước hết đầu tiên con hãy tìm kiếm Chúa, việc còn lại Chúa sẽ cho con thêm một sự ấy nữa. Chúa hàng hộ phán bảo với mọi người trong chúng ta rằng: nếu con tin, con sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta lắng nghe Chúa hàng hộ phán bảo chúng ta điều gì buổi sáng này, và Ngài trả lời thế nào về điều tôi than trách. Hãy hiểu tâm trạng của một đầy tớ của Chúa. Hầu vì Chúa mà ông nói như này: cây vả thì nó không ra bông, cây nho thì nó không đứt lọc, bầy chiên thì rất khỏi ràng, bầy bò thì không còn ở trong chuồng nữa, đồng ruộng thì bị khô cằn. Nói chung là nhìn về hoàn cảnh, ông than trách và ông tuyệt vọng. Dân sự thì bị tan nát, đất nước thì hoang tàn, nắng hạn thì khắp nơi, công ty thì đóng cửa, tiền tệ thì bị mất giá, kinh tế thì bị ảm đạm, chiến tranh thì liên miên, đối kháng thì khắp nơi, tội lỗi thì tràn trề, cay đắng giận hờn thì bủa khắp chốn, sự tổn thương sự mệt mỏi tràn đầy khắp mọi nơi. Nhưng để tận Chúa nói với chúng ta một câu rằng: dầu như thế nào đi nữa, tôi vẫn ngợi khen Đức Giê-hô-va. Amen. Tôi vẫn ngợi khen Đức Giê-hô-va. Tôi đọc cho quý vị nghe ở trong Habacuc đoạn thứ 3, ông nói với chúng ta điều gì? Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ nhận lãnh những điều mà Habacuc nói đoạn 3 câu số 17 trở đi. Habacuc đoạn thứ 3 câu số 17: vì dầu cái vả sẽ không đứt lọc nữa, và sẽ không có trái trên những cành nho, cái olive không sinh sản, và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị đứt khỏi ràng, và không có bầy bò trong chuồng nữa, dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy nói người bên cạnh: dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tại sao quý vị nói yếu quá vậy? Và tôi đang nói chuyện giống như 20 phút không? Đúng. Hôm qua có một bạn ngồi khác bên tôi nói là: sau khi mục sư nói là trong túi không có tiền không quan trọng, nhưng quan trọng có Chúa ở cùng hay không. Lúc đó con không có tiền thiệt, nhưng sau khi con thờ phượng Chúa xong, túi con lại có tiền. Chúng ta vỗ tay lần cái này. Ông nói như thế này: dầu vậy tôi vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Cái sự vui mừng này không phải là niềm vui dựa theo hoàn cảnh,
niềm vui dựa theo những gì đang có, đang xảy ra. Nhưng mà niềm vui này, niềm vui dựa theo Đức Giê-hô-va. Dựa trong Chúa hằng hữu, dựa vào chính mình Ngài. Và ông nói tiếp là gì? Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời sự cứu độ tôi. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời. Hãy nói người bên cạnh, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người có mặt tại đây tin rằng Chúa kêu gọi chúng ta là chúng có chương trình tốt lành chuyện đời. Bao nhiêu người tin rằng Chúa không bao giờ đối xử tệ với cuộc đời của mình. Các con có tin một điều nữa không? Cảm ơn Chúa. Habakkuk đã vui mừng. Ông vui mừng trong nghịch cảnh. Ông vui mừng khi ông chưa có điều gì cả. Và chúng ta biết rằng ông tiếp tục công bố rằng Đức Giê-hô-va là Chúa và là sức mạnh của tôi. Hầu thánh Sa-lô-mơ ơi, chúng ta hay công bố rằng Đức Giê-hô-va là Chúa là sức mạnh của tôi. Ngài sẽ cho chân tôi mạnh mẽ giống như cung hô và khiến tôi nhảy trên đất nơi cao của mình vậy. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và trở lại, chúng ta để câu số 2, Dũng mở qua câu số 2. Và ông đã làm thế nào để ông có được sức lực? Làm thế nào để ông đạt được những điều mà ông đang mong đợi? Làm thế nào có thể ông vui mừng trong nghịch cảnh? Làm thế nào ông sẽ ca ngợi Chúa dẫu rằng đời không như là mơ? Ông nói như thế này: Chúa hằng hữu phán bảo tôi, con hãy chép cải tượng thật rõ trên bảng để người đang chạy có thể đọc được. Nhờ ơn Chúa, hầu thánh Sa-lô chúng ta hãy chép những khải tượng ra. Amen. Đêm hôm qua chúng tôi đi dự đám cưới và chúng tôi có nói chuyện với một số người. Họ nói: mục sư Tom, tôi nghe chồng tôi nói rằng mục sư chuẩn bị xây cái cơ sở để lo cho các cụ già. Tôi nghe điều đó lòng của tôi vui mừng quá đỗi. Cái người đó nói với tôi vậy. Và chồng tôi tiếp tục lắng nghe. Người đó nói rằng tôi có một số tài cán. Trước đây tôi định làm việc này nhưng người kia không đạt được về với Chúa. Và mãi mê thời gian, tài cán tôi bị đóng khung, bị đóng khung. Và sau khi mà tôi nghe chồng tôi nói, tôi cầu nguyện với Chúa, cũng là lúc người chị em chúng ta thấy khải tượng. Chị Kim Tiến đã thấy khải tượng đúng như của nó. Và một chuyện được diễn biến nó đúng như vậy. Và chị nói là hai em mừng đi, ngày hôm qua tài sản của chị đã được tháo gỡ. Anh chị em ơi, Chúa đang hành động trong hội thánh sau. Nhân danh Chúa Giê-xu, tôi nói với anh chị em rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta có một nơi vốn lại rộng hơn trong những ngày tới. Nhân danh Chúa Giê-xu, tôi công bố những người đơn thân độc chiếc mà hầu vì Chúa sẽ không lo sợ tuổi già mình sẽ bị bỏ bê bỏ rơi, nhưng quý vị sẽ nhờ ơn Chúa có một nơi dưỡng dưỡng chăm sóc quý vị về tuổi già trước khi quý vị về với Chúa. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Amen. Hãy ghi chép trên bảng người đang chạy sẽ đọc được. Amen. Và sau đó hai vợ chồng người đã nói với tôi như thế này: mọi người mạnh mẽ đi, anh chị sẽ trở nên đẹp. Và cảm ơn Chúa. Tiếp tục người chồng nói lại nói với tôi rằng bây giờ đã rảnh anh qua anh chở em đi, mình đi xem một số cơ sở của những người già trong Chúa lẫn ở ngoài đời, mình học hỏi như thế nào, cái nào mình cần phải bỏ bớt và cái nào mình cần phải bổ sung, mình sẽ làm một cái đàng hoàng để cho danh của Chúa được vinh điển. Một lần nữa tôi nói với hội thánh, những hội thánh Sa-lôn, những người đang có mặt ở đây là tất cả những cái gì hội thánh Sa-lôn thực hiện được hoàn toàn thực hiện trong đức tin. Từng việc nhỏ cho đến việc lớn, chỗ chúng ta đang sinh hoạt hôm nay cũng thực hiện bằng đức tin. Chúng ta còn nhớ cái ngày mà chúng ta từ
nhà tôi kia cầu nguyện. Rồi buổi trưa chúng ta kéo lại cái đây, chúng ta đi vòng vòng chúng ta cầu nguyện không? Anh chị còn nhớ không? Yeah. Anh còn nhớ hay anh đã quên? Bao nhiêu người tin chắc rằng Đức Chúa Trời của Mã Lò cũng là Đức Chúa Trời của một nơi mới? Bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời của Bình An cũng là Đức Chúa Trời của những người già cả? Các cháu của mình đứng đây thờ phượng Chúa cũng hoàn toàn bởi đức tin không lắm chị em. Chúng ta không xúi không kêu, nhưng mà chúng ta cứ cầu nguyện, các cháu tình nguyện làm đó. Hôm qua thấy các bạn trẻ thờ phượng Chúa, vợ tôi nói là thấy các bạn thờ phượng Chúa, rồi mình nói trong lòng là mình có gì cho hết cho mình cũng cho anh. Cho hết cho mình cũng cho anh. Miễn là nó thờ phượng Chúa được như vậy. Anh chị em ơi, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa nói cái điều này, chia sẻ cái điều này, vì sáng hôm nay có rất nhiều các bạn trẻ đang kỳ diện ở đây. Chúng ta đang trao cho các bạn mình một khải tượng. Hãy trao cho các bạn một ước mơ và chỉ cho các bạn một lối đi. Các con nghe mục sư nói nè, cuộc đời nào mà biết bám chặt lấy Chúa, đi theo đường lối của Chúa. Mục sư muốn nói với con là cuộc đời nó vô cùng được phước. Nhưng mục sư cũng nói với các con một điều rằng cuộc đời nào đi theo ý riêng, cuộc đời nào làm trong xác thịt, cuộc đời nó vô cùng thê thảm. Amen các con. Cầu nguyện cho ba mẹ con. Amen các con. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ những người trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Giao cuộc đời cho Chúa. Chúng ta đọc câu số 3 để rồi chúng ta công bố nè. Chúng ta nói mạnh mẽ lên, 2, 3. Vì phải chờ đến đúng thời điểm, khải tượng mới được thực hiện. Hãy nói cùng bên cạnh. Phải vì phải chờ đến đúng thời điểm, khải tượng mới được thực hiện. Đúng thời điểm cho con. Khải tượng mới được thực hiện. Buồn thay cho những cuộc đời nào mà giống như bèo trôi, lục bình trôi á, nước lên thì mình cũng lên, mà nước xuống thì mình cũng luôn. Cho nên đó là tôi nói chuyện cuộc đời nó tội lắm. Bèo xa mây trôi, xuân nắng canh, anh ơi em vẫn đợi. Nó cũng buồn lắm, nó sẽ thảm lắm. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa gây ra những khải tượng, những ước mơ, những khao khát để rồi đúng thời điểm Chúa đem đến. Amen. 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 Tôi nói với anh chị em á, chúng ta không có, nhưng mà đấng chúng ta thờ phượng không thiếu cái thứ gì. Nếu điều đó đẹp lòng Chúa, đúng thời điểm của Chúa, Chúa sẽ làm cho anh chị con. Bao nhiêu người trong và Thessalon đã từng thấy rằng Chúa làm vượt quá mọi sự cầu xin của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở đây nè. Amen. Ở đây nè. Có anh là nhiều chỗ. Hoàn toàn là bởi phép lạ lắm chị. Hoàn toàn là bởi phép lạ. Cho nên chúng ta đọc bài nè. 2, 3. Vì phải chờ đến đúng thời điểm, khải tượng mới được thực hiện. Amen. Hãy lắc vai người bên cạnh đúng thời điểm. Sớm quá mà cũng đừng có trễ quá, đúng không chị em? Nhìn thẳng mặt người bên cạnh nó là đúng thời điểm bạn ơi, đúng thời điểm bạn ơi, đúng thời điểm. Cái khái tượng nào mà mình nói ra một cái từ lãnh đạo cho đến những người cộng sự và người cộng sự trong đức tin, những người mà đồng lòng mình đều amen amen. Và hiện bây giờ có một số hội thánh là họ đang nhớ chung rồi, đang nhớ chung lẹ đi một số chúng tôi cũng cộng tác đúng không? Tôi nói với anh chị em rằng đó chỉ là Chúa mà. Amen. Trong danh Chúa Giêsu Christ chúng ta công bố rằng chúng ta sẽ không bị cô đơn. Ta sẽ thực hiện điều con đạo khao khát.
tôi vẫn tin rằng đúng thời điểm Chúa sẽ phấn hưng Việt Nam của chúng ta. Và Chúa đang phấn hưng đó chứ. Ở miền Bắc, ở Cà Mau, ở Tô Nguyên, quá chừng nơi thờ phụng Chúa. Chỗ nào nó thờ phụng Chúa bán ngàn bán ngàn. Và quý vị biết tháng 6 này mà đại hội anh tới diễn ra đó, quý vị biết rằng ngoài cái AR đó cho bên người bên ngoài chỉ được tham gia 600 người thôi. Còn nếu cho một đăng ký 10.000 người, mười mấy ngàn người. Cái điều tôi đang nói anh chị em nào, nếu mà nó tiêu cực á, nhìn vào điều tiêu cực á thì thiếu cái điều để nói. Nhưng tôi khích lệ anh chị em hãy nhìn trong Chúa, nói lời đức tin. Chúng ta không nên phán xét mà Sài Gòn bây giờ toàn dân yếu đuối hết rồi mà nói rằng yếu đuối tại sao Kiên An còn bị tới mấy ngày như thế này. Anh em không chị em, yếu đuối mà tại sao bỏ tất cả những thú vui, bỏ tất cả những cái điều ích lợi riêng tư để mà tập trung thờ của Chúa, hầu của Chúa. Vừa rồi ông Mục Sư Khanh ông đến đây ông giảng, ông giảng sau buổi sáng, ông giúp buổi sáng và buổi trưa ông thấy các bạn thanh niên thờ của Chúa. Ông kêu Mục Sư ơi, đức tin các bạn này mạnh mẽ quá, tôi nói chưa đâu, hãy nghe tôi. Ông nói còn gì nữa, sau khi các bạn thờ phụng Chúa ở đây buổi sáng từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi ha, rồi 11 giờ các bạn làm tới 1 giờ, các bạn còn về trên Rafah làm từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Dữ vậy Mục Sư, tôi chưa hết đâu, chưa hết đâu, ăn uống chút xíu rồi bữa tối nó còn nhốn thanh niên nữa. Nó vậy ha, một ngày nhốn 4 suốt vậy mà dám nói người ta yếu đuối sao được. Cho nên hỡi với con người đức tin, đến thời điểm các bạn sẽ nhận phần thưởng. Thời điểm này là các bạn đang đầu tư, đang đầu tư, đang đầu tư. Đến thời điểm các bạn sẽ thấy là những giờ phút các bạn tập trung nha, anh đang tập trung không cho ra ngoài á, dạ. Đến thời điểm Đức Chúa Trời sẽ làm ân nghiệm điều các bạn đang đầu tư. Amen. Các bạn đang khao khát, các bạn đang mong muốn, các bạn đang cưu mang, đến thời điểm bạn sẽ được điều đó. Amen. Cho nên trong danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng, hỡi tất cả anh chị em, Chúa hàng hữu phán với chúng ta điều gì? Chúa hàng hữu phán với cho bạn ra ngoài gì? Cho bạn ra ngoài, xin vui lòng, dạ, cho đóng cửa lại, dạ. Chúng ta biết rằng Chúa hàng hữu phán bố ông hàng hữu điều gì? Chúa hàng hữu phán rằng, câu số 3, Chúa hàng hữu phán rằng phải chờ đến đúng thời điểm khải tượng sẽ được ứng nghiệm. Amen. Chúa hàng hữu phán với hội thánh Salom rằng đúng thời điểm khải tượng của hội thánh Salom sẽ được ứng nghiệm. Amen. Chúa hàng hữu phán với một người nào đó buổi sáng hôm nay. Nếu buổi sáng nay cái bài giảng này mà chỉ cho một người thôi, tôi gặp một người mà có đức tin, một người mà xác quyết cho lời Chúa, tự nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng đúng thời điểm Chúa sẽ làm thành khải tượng của người đó. Mà khải tượng mà thành rồi đó, tôi nói chị em nào, chỉ biết lớn tiếng ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời mà thôi. Hãy nói người bên cạnh, nó đang diễn biến nhanh chóng, nó đang diễn biến nhanh chóng. Để hoạt động, chúng ta đọc phần B này, 2, 3. Nó đang diễn biến nhanh chóng để hoạt động. Đọc lại một cách mạnh mẽ, 2, 3. Nó đang diễn biến nhanh chóng để hoạt động. Nhìn thẳng mặt người bên cạnh đó, nó đang diễn biến nhanh chóng để hoạt động. Nếu như bạn không có ước mơ, nếu như bạn không tìm kiếm Chúa, Chúa nói tao cũng muốn làm ứng nghiệm đó, mà bây giờ ứng nghiệm cái gì đây, đúng không? Mình ngồi mình buồn rồi, Chúa nói, đến thời điểm nó ứng nghiệm, buồn thì sao? Ứng nghiệm buồn. Ứng nghiệm sao? Hoặc là mình đang cay đắng lắm, đang giận hờn, đến thời điểm ứng nghiệm, mệt lắm. Hoặc là mình đang hận thù, nào tìm cách trả thù, đến thời điểm ứng nghiệm. No, no, no. Đừng bao giờ bị đó, amen.
nhưng mình có khải tượng lành mạnh đẹp đẽ ý Chúa, đúng thời điểm nó sẽ được ứng nghiệm. Nó đang chỉ quý một cách nhanh chóng để hoàn tất. Không có qua đâu, không có vua vớ bọc đâu. Lắc vai người bên cạnh, nếu nó chậm trễ thì con hãy đợi nha. Đừng có yêu sớm quá. Amen. Nếu nó chậm trễ thì con hãy đợi. Thà ra mà coi như không chờ đợi Chúa mà làm vội quá, ông ra ông quơ toàn cái thùng bò, đúng không? Nhưng không chờ đợi thì cuối cùng người vợ đàng hoàng cũng tới. Cho nên cảm ơn Chúa, nếu nó có chậm trễ thì con hãy đợi. Tôi cảm ơn Chúa, sự hầu về Chúa của mỗi người trong chúng ta, ai nấy đều có những ước muốn. Nhưng mà có người chúng ta thì thích mì ăn liền. Mà tôi nói anh chị em là cái mì ăn liền á, một trong những cái món mà giới trẻ ngày hôm nay rất thích. Nhưng tôi có thể nhờ Chúa nấu quý vị rằng ăn mì ăn liền nó nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Quý vị tin tôi đi. Ngày hôm nay giới trẻ thích ăn những loại fast food, là thích ăn nhanh đó. Lẹ lắm, trong vòng vài phút có ăn rồi ăn à. Tôi nói anh chị em 1 phút 30 giây nhưng mà nó hại cơ thể vô cùng. Còn chúng ta thấy những cái món mà nấu nó hơi lâu một chút, nhưng mà tôi nói anh chị em nó ít lợi cho sức khỏe mình. Những là món hầm hay là món ấp hay là những món luộc, chúng ta thấy là ăn chín uống sôi, thấy thì nó lâu, nấu nó cực nhưng mà nó ít lợi cho sức khỏe. Về công việc cũng vậy, về những bài hát cũng vậy. Chúng ta thấy rằng có những bài hát ngày xưa, ví dụ như sáng nay chúng ta hát bài Khi xe muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Tại sao có những bài hát người xưa họ sáng tác hát bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu thế kỷ nhưng mà vẫn còn ngọt ngào sâu lắng, mà nó vô cùng bất lợi. Vì sao? Cái người đầu tư bài hát nó cả một đời sống họ trong bài hát đó. Đúng không chị? Kể cả một đời nữa, có những bài hát một đời nữa họ đầu tư một bài hát rồi bao nhiêu năm mà hát nó vẫn còn hay. Còn bây giờ những bài hát là gì? Mì ăn liền chút lát thôi, cảm ơn chút xíu thôi cũng có được một bài hát, nhưng hát nó chỉ nổi trong vòng một tuần một tháng, lâu lắm một năm là có gì người ta quên mẹ, không còn nhớ bài hát nó là gì. Anh chị em, tôi đã nói một điều này với chúng ta rằng cái gì mà chúng ta sinh ra trong sự cưu mang ấy, cái gì mà chúng ta sinh ra trong sự khao khát á, cái gì chúng ta sinh ra trong sự khải tượng á, cái gì chúng ta sinh trong sự quặng thắt như là anh ấy mà quặng thắt trong đời Samuel ra đời á, nhưng mà Phaolô cầu nguyện cho người Galati á, cho đến chừng nào nó rất hình thành trong anh em á, cái gì mà sinh ra trong đứa con cầu con khẩn, đứa con có sự cưu mang, đứa con đó nó gắn liền với khớp ruột của người mẹ anh chị em. Amen. Những khải tượng nè, những ước mơ nè, những cái điều gì của quý vị mà tôi đang khao khát, mà nếu tôi và anh chị em cưu mang cầu nguyện đầu tư chờ đợi trong mong kêu cầu Chúa, cái ngày nó được sinh ra, anh chị em sẽ lớn tiếng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Còn chúng ta nói tới cũng được, tới sao? Tôi nói với các bạn trẻ hôn nhân của mình, nếu mà hôn nhân làm các bạn có thời giờ cầu nguyện tìm kiếm Chúa chờ đợi, khi mà có hôn nhân tới các bạn tôn trọng, quý lắm, biết ơn Chúa lắm. Còn cái mọi thứ mà ăn bánh dọc đường, cái trái dọc đường vô giấy ô uế tủi nhục, ba cái chuyện mà tình cho không biết không, ba nó mệt mỏi lắm. Một sư khuyên các con, thân thể các con đền thờ của Chúa. Một sư muốn nói với các con rằng nếu các con biết tôn trọng, các con sẽ thấy giá trị của thể xác của mình được dâng cho Đức Giê-hô-va nó quan trọng ít lợi là nhiều bao. Một sự nói các con ấy, nếu mà hôn nhân các con phải chờ đợi, các con ghi cả tượng các con không các bài gì, nếu người nào đã hầu Chúa thì có thể được thì ghi một tờ giấy kính lại Đức Chúa Trời. Hồi đó là tôi quỳ gối sẵn 12 giờ đêm tôi cầu nguyện, 12 giờ đêm tôi cầu nguyện. Tôi thấy người nào tôi chết mắt bây giờ quỳ bỏ tôi đưa đôi tay.
tên người đó có phải là người Chúa đưa đến hay không? Đang chạy dọc đường, đứt đồng hồ. Wow. Cầm bình hoa tứ tập, bó hoa tứ tập, chiếc xe trên quẹt rất hoa luôn quá. Chị cô nguyện tiếc, cô nguyện lại Chúa, Chúa biết con yếu đuối, con thấp kém rồi, xin Chúa cho con một người vợ hiền, chuột nhà hiền biết hoa nữa. Wow. Cảm ơn chị em. Vợ con là người con nhà có học, hoặc là gái cầu trinh, con nhà có học, rồi yêu mến Chúa, yêu mến chồng, biết nấu ăn ngon, biết nấu ngon như chú bự nữa chứ. Anh chị em ơi, cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, từng chi tiết tôi ghi ra, từng chi tiết tôi ghi ra, rồi Chúa cho con một căn nhà chiều ngang 4 mét, chiều dài 16 mét, rồi 3 tầng, đúng rồi, bây giờ có 3 tầng à? 3 tầng sẽ đủ nhốt ta. Ba tầng vượt nhà hướng về hướng đông, tôi ghi tất cả thành tập vậy mà Khánh nó nhìn liếc nè, Khánh nhìn liếc nè, cha nội sống đấy mà trên may quá. Mà tôi nói anh chị em, tôi nói tôi xin Chúa, tôi không xin con người. Đúng thời điểm Chúa sẽ làm ơn nghiện điều đó. Và cảm ơn Chúa, Chúa không có định dối chúng ta đâu. Amen. Nếu nó chậm trễ thì hãy đợi. Và cảm ơn Chúa, những gì tôi đã khao khát của Chúa, Ngài làm trỗi hơn mọi điều tôi cầu xin và xin tưởng. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, Chúa sẽ làm trỗi hơn mọi điều bạn cầu xin và xin tưởng. Chúa sẽ làm trỗi hơn mọi điều các con cầu xin và xin tưởng. Mà nếu các chàng trẻ, con hãy đợi. Đừng có vội vàng quá, đúng không chị em? Thật sự có nhiều người tôi cũng đã làm tiếc, ví dụ như là Chúa đang ban ơn chúc phước trong một lĩnh vực đó, mọi người đang tôn trọng trong lĩnh vực đó, thì tự nhiên có một cái vài trục trặc hoặc hiểu lầm hoặc là gì trong cái công việc đó thôi, thì ngay lập tức nếu mà có giận với nhau thì cũng một vài người giận với nhau thôi, còn họ thánh là một vô tội đúng không? Họ thánh vẫn yêu thương họ đúng không? Giận hết ra khỏi nhóm này, ra khỏi nhóm kia rồi bỏ nhóm. Tôi nói làm tiếc. Đúng rồi, cảm ơn tôi đã nhắc nhở. Tôi nói làm tiếc á, đúng không chị em? Đúng. Tự nhiên cái không còn tham gia, rồi cái cũng không á. Tôi nói những người không là những người đang có tư tưởng bỏ cuộc rồi. Mà những người tư tưởng bỏ cuộc không bao giờ có niềm vui. Tôi đảm bảo quý vị, tôi đảm bảo quý vị, người bỏ cuộc là người không có niềm vui. Mất nhiều thứ lắm, mất đi cái lòng vui mừng, mất đi cái sự tôn trọng, mất đi cái cảm tưởng. Cho nên anh chị em ơi, những điều gì mà Chúa dùng chúng ta, Chúa chắc chắn sẽ ban phước cho chúng ta. Nhưng mà nếu nó chưa xảy ra, nếu nó chậm thì con hãy đợi. Lắc vai người bên cạnh nói một lần nữa, nếu nó chậm trễ con hãy đợi. Vì nó chắc chắn sẽ đến. Có những người tin chắc rằng vì nó chắc chắn sẽ đến, Việt Nam sẽ được thắng lợi. Chúa sẽ ban phước cho gia đình chúng ta, trở thành nguồn phước. Đời sống chúng ta sẽ là bài ca để ca ngợi Ngài. Chắc chắn nó sẽ đến. Niềm vui sẽ đến bạn. Niềm vui sẽ đến bạn. Amen. Sự sống của Chúa sẽ đến với bạn. Cảm ơn Chúa, Chúa sẽ dùng các bạn. Cảm ơn Chúa. Mà nó có chậm, nó không có chậm trễ đâu. Nó không có chậm trễ đâu, đúng không chị? Nó không chậm trễ. Tại vì mình nghĩ là trễ. Quý vị nghĩ như hình tượng của ông Joseph đi. Chú nói với ổng á, ê Joseph, ta thấy được tâm lòng của con á, mày mốt á, con biết sao à, con đứng ở giữa, bó thuốc con ở giữa, nhưng mà 11 bó thuốc mấy anh em con á phải quỳ lại xung quanh con, vì ta thấy tâm lòng của con nó thiệt không chú. Con á là lớn hơn của mình Benjamin nè, còn mấy anh con tài giỏi, mấy anh con có bằng luật sư nó cũng có nước mà sao con được cái gì đó, đủ thứ chuyện á, nó đủ thứ hết làm sao được. Nhưng mà chú nói ai con á, vậy á. Cái rồi chưa được, Joseph cũng ngọt hơn chút nghi ngờ.
Một lần nữa, Chúa nói với Giô-sép Ê Còn, mặt trời nha, mặt trăng nha, và 11 ngôi sao đều quỳ lại trước con đó. Thì chắc không Chúa? Chắc. Sau khi Giô-sép làm điều đó, khoái. Khoái sao? Tưởng là nó xảy ra liền. Ai về sau khi nhặt cái tượng sao? Bị qua cái đống. Kinh Thánh là ông ấy, và tôi tưởng tượng là nó bình rơ. Nếu mà cái mông mà rớt xuống á cũng êm không? Đúng không? Mà lưng rớt xuống á, đạo lưng. Mà cái đầu rớt xuống á, chắc là vô xe cũng rớt lẹ nè. Mà tôi nói chị em là rớt xuống hố đó, không chảy thì cũng suốt. Đúng không chị? Không đau về thể xác thì cũng đau về tinh thần. Mà tôi thiết kể là đau cả hai luôn nữa. Chú ổng nói, chú ơi, chú nói con là được phước. Được phước cả này á. Cứ giống như Abraham, chú nói là con đã thành mà giống như sao trên trời với cát với biển thôi. Cõi này đó hả? Nó nhiều rắc rối xảy ra cho Joseph, kể cả Abraham từ bây giờ. Nhưng mà bây giờ làm sao? Khi chưa hết, ổng bị đi làm nô lệ. Nô lệ, quý vị biết nô lệ có sung sướng không? Bao nhiêu người muốn đi làm nô lệ? Xem không nô lệ. Nô lệ mà sao? Đi qua xứ khác làm nữa chứ. Có hiểu ngôn ngữ không? Rối nữa. Ông chủ biểu làm này mà nói không rõ là ngược lại kia cũng bị ăn đồ. Kinh Thánh thì ghi ông trở thành nguồn phước trong gia đình của Potiphar, nhưng tôi nói anh chị không một ngày bữa đâu, bị đá nhiều lắm á, bị mấy cái gõ nhiều lắm á, rồi bao nhiêu năm tháng quen được cách làm việc này nọ cho kia thì mới lên làm quản cai cho Potiphar chứ, đúng không chị? Nó tê tu tê tạ. Ông nhiều lúc nhiều đêm nào ông ngủ rồi, cha ơi, em ơi, Chú ơi, chú nói con trở thành mùa phước. Nó nhiều vấn đề. Nhưng mà sao? Chú nói là phải đúng thời điểm. Hãy tưởng mới được ứng nghiệm không? Nó đang diễn biến, nó không có diễn biến cái này chứ. Nhưng mà chú nói là nó không muốn ai đâu con. Mà nếu nó chậm thì con hãy đợi nha. Chắc chắn nó sẽ đến. Sẽ đến đâu? Bao nhiêu năm rồi chưa hết, bị vu khống, bị vợ của ông Potiphar dê. Bà già cái gì giả năng thì bà già không lên hết, già không lên hết, bà già vô cái dê nhỏ, bà dụ dỗ nhỏ. Nhưng mà Joseph nói gì vậy? Ây không được đâu nha má, chủ tôi nói á, chủ tôi đặt là trên là chủ dưới tôi á, tôi có thể được đụng hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà má tôi không được. Tôi đụng vô má là đầu tôi bị đứt. Tôi còn cha tôi, anh em tôi còn nơi khổ lắm, mà Chúa đó tôi trở thành nguồn phước cho mấy người đó đó, cái mấy người lính xung quanh á, mài mà phước hả, mài mà trở thành người khác tôn này á, ở thành nô lệ nhiều chuyện. Cứ người sống dưới đất, ăn cơm đất, chuyện đi trời. Tiền nhà, có tiền trả chưa? Nó sẽ nói trong trai quý vị. Nó sẽ nói, người đó có được phước hả? Còn người đó có tiền trường chưa? Nó nói nhiều thứ. Và trong khi thải tượng này, chú nói có ông Joseph là sao? Ông trở thành nguồn phước. Amen. Trong khi đó chú nói với quý vị là sao? Quý vị trở thành nguồn phước. Amen. Phước tàu hay chưa có tiền ra tiền nhà. Phước tàu hay tiền người ta buông không? Phước tàu thấy là thấy toàn cái chuyện gì đâu mà chưa hết. Dù đó vợ của Potiphar đã đẩy ông vào trong tù, vô trong tù. Anh chị em nghĩ là sung sướng không? Sao biết? Sao biết trong tù sung sướng? Tôi nói anh chị em ở trong tù tay tua tơ tả, đúng không chị em? Đâu như bao nhiêu điều đâu đó. Nhưng mà Joseph như thế nào? Vẫn kiên nhẫn nuôi khải tượng. Và Joseph tin chắc là Chúa ơi, đúng thời điểm nó sẽ được ứng nghiệm. Buổi sáng nay tôi cầu nguyện cho những người đang nghe sứ điệp hôm nay, quý vị hãy tin rằng đúng thời điểm khải tượng quý vị sẽ được ứng nghiệm. Và Joseph đã kiên nhẫn, đã chờ đợi. Và cho đến khi ông giải giấc mộng cho hai ông quan, ông quan tử chánh, quan này quan kia, rồi cuối cùng người thì chết, người thì quên ơn bạc nghĩa. Phải nói thanh chèm là có nhiều người hứa, biết bao lòng anh đã hứa cho nhiều anh lại quên.
Nhưng tôi nói anh chị nè, con người quên chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời không quên. Chúng ta nói người bên cạnh, con người quên bạn, nhưng Đức Chúa Trời không quên bạn. Con người thì quên bạn, mà Đức Chúa Trời không quên. Con người đối xử tệ của bạn, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn đối xử tốt của bạn. Bao nhiêu người tin người đó? Con người đối xử tệ của bạn, nhưng Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn làm điều tốt cho bạn. Và cảm ơn Chúa vì nó chắc chắn sẽ đến, nó không có chậm trễ đâu. Lắc hai người bên cạnh, nó không chậm trễ đâu, nó không chậm trễ đâu, nhưng đúng thời điểm. Amen. Nhưng đúng thời điểm. Cảm ơn Chúa. Câu số 4 cái gì? Hãy đón nhận câu số 4 bằng tình. Hãy nhìn kẻ kiêu ngạo nha, kẻ tự kiêu á, họ tin cậy nơi chính mình và họ sống không có ngay thẳng. Chúng nó sẽ bị phát như cỏ và sẽ bị héo như cỏ tươi xanh. Và Chúa nói chúng ta hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Khá ở trong xứ mà nuôi mình bằng sự thành tính của Chúa. Amen. Thì Thiên 37 Chúa nói vậy mà. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Chúng ta nói này, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Khá ở trong xứ mà nuôi mình bằng sự thành tính của Chúa. Nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Amen. Nó không có gì cả mà có đầy đủ nha. Nó giống như là buồn rầu mà thật sự là vui lắm đó nha. Nó giống như là gần chết mà chưa đến độ chết. Amen anh chị. Nó vậy chứ không phải vậy đâu. Chúng ta là một cái người bình thường, nhưng chúng ta đang thờ phượng một đấng phi thường. Amen. Chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa làm những điều mà người thế gian không thấy, không biết và không tin tưởng được. Nhưng mà bởi quyền năng của Chúa, Ngài sẽ làm trỗi hơn bội phần. Amen. Amen. Và đức tin vô cùng quan trọng. Chúng ta học ở đức tin thêm một người đã dũng tiến tiếp về. Chúng ta đọc những câu kinh thánh tiếp về những đức tin của Abraham này. Chúng ta đọc chung là 2-3. Nên bởi đức tin Abraham được lời hứa của Chúa Trời như một ân sủng, nên tất cả dòng dõi ông đều được hứa lời hứa đó. Bởi đức tin mà 2-3, cả dòng dõi theo luật pháp là dòng dõi theo đức tin. Abraham là tổ phụ của tất cả chúng ta. Amen. Tiếp tục nào. 2-3. Như kinh thánh chép, ta đã chọn con làm tổ phụ của nhiều dân tộc, phải trước mặt Đức Chúa Trời mà ông tin cậy. Abraham là tổ phụ của tất cả chúng ta. Amen. Tiếp tục. Ông tin Chúa có quyền khiến người chết sống lại và tạo dựng điều mới từ không có. Alleluia. Trong cảnh tuyệt vọng, Abraham vẫn hy vọng tin tưởng lời hứa. Rồi chúng ta đọc lại chỗ này nè. Trong cảnh tuyệt vọng, 2-3. Trong cảnh tuyệt vọng, Abraham vẫn hy vọng tin tưởng lời hứa của Đức Chúa Trời. Lắc tay người bên cạnh nói, trong cảnh tuyệt vọng vẫn hy vọng tin tưởng lời hứa Đức Chúa Trời nhé. Amen. Bao nhiêu người sáng mai quyết định tin tưởng lời hứa của Đức Chúa Trời? Bao nhiêu người tin chắc rằng đến thời điểm Chúa sẽ làm cho Abraham trở thành tổ phụ của gì cái lòng? Amen. Bao nhiêu người tin chắc rằng Joseph cuối cùng trở thành tể tướng? Amen. Và bao nhiêu người tin chắc rằng mình trở thành nguồn phượng? Amen. Hãy nhìn người cạnh nở nụ cười đó, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Dòng dõi con sẽ đông như sao trên trời, nhờ đó ông đã thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Câu 19. Dù lúc ấy ông đã 100 tuổi, thân thể ông hao mòn, còn già xa thì không thể sinh sản, nhưng tình trạng này không làm cho đức tin ông yếu thế. Amen. Chúng ta nói là nhưng tình trạng này không làm cho đức tin của tôi ra yếu kém. Nói với người bên cạnh, nhưng trong tình trạng này không làm cho đức tin của tôi nào yếu kém. Amen. Nhưng mà sao tiếp tục chú? Ông chẳng hy
ông nữa. Tôi buổi sáng 5 giờ rưỡi sáng dậy là ca ngợi ngài, và ngày hôm nay bảo ca ngợi ngài, tôi cứ ca ngợi nha. Dù hoàn cảnh của tôi xung quanh ra làm sao không biết, tôi không sống dựa theo hoàn cảnh mà tôi sống dựa theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Lắc vai người bên cạnh, bạn là con cháu thật quá ra hăng rồi, bạn là con cháu để thực hiện mọi điều mà ngài đã hứa với tôi bạn. Ngài hứa Giô-sép cuối cùng ngài có làm thành không? Ngài hứa Áp-ra-ham cuối cùng ngài có làm thành không? Có phải là trong khả năng, trong sức lực, trong bằng cấp, trong tài võ của họ không? Nhưng bằng gì? Bằng tin dựa theo sự thành tín của Đức Chúa Trời, lời hứa của ngài. Lắc vai người bên cạnh, nó qua đức tin dựa trên lời hứa, bạn sẽ được điều đó. Amen. Qua đức tin dựa trên lời hứa, bạn sẽ được điều đó. Nhưng đến thời điểm hết cơn dễ rồi nha con. Amen. Cảm ơn Chúa, tất cả các người tại đây, tôi nói gì ra quý vị cũng ủng hộ hả mẹ? Đó là đúng đó. Không tin chắc chắn Đức Chúa Trời có quyền thực hiện điều ngài hứa với phong. Bạn tin không? Bạn tin làm nhàn lãnh. Amen. Bạn nhàn lãnh thì bạn phải vỗ tay lên rồi cái ngày. Amen. Bởi vì đức tin là sự nắm chắc vững vàng của những điều mà đứng trong mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người chúng ta hãy có đức tin hoàn toàn đi nha. Buổi sáng hôm nay có nhiều điều lắm, Dũng có thể chi tiết những cái câu còn lại. Nhưng mà điều tôi muốn nói với các bạn là những điều gì Đức Chúa Trời đã hứa, ngài sẽ thực hiện điều đó trên đời sống của mình. Chúng ta cùng đọc câu 22 là 2-3. Chính nhờ đức tin ấy, ông được kể là người có tin. Cũng chính nhờ đức tin ấy mà Abraham được kể là người công chính. Cũng chính vào nhờ đức tin ấy mà tôi và anh chị em được kể là người công bình hay là người công chính. Mà người công chính chúng ta là sống bởi đức tin, không sống bởi mắt thấy, không sống dựa theo năng lực bên ngoài. Tôi nói anh chị em rằng sáng nay tôi có cầu nguyện của một người kia, họ kể một loạt về bao nhiêu công ty mà đóng cửa, loạt loạt những cái sự coi như là ảm đạm về nhiều mặt, về kinh tế đủ thứ. Nhưng ngược lại, nhìn vào những người sống đức tin cứ tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời. Amen. Amen anh chị em. Cho nên nhờ ơn Chúa, tôi khích lệ chị em buổi sáng hôm nay hãy bám chắc lại khải tượng. Hãy tin rằng khải tượng chúng ta sẽ được hoàn thành trong thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đứng tay, đứng lên và đưa tay lên. Đứng lên và đưa đôi tay lên và nói: Chúa ơi, con tin chắc là khải tượng của con sẽ được thực hiện trong thời điểm của ngài. Chúa Giêsu ngài đã hứa rằng nếu tôi tin thì người sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Oh hallelujah. À, nếu tôi tin thì mọi chuyện có thể được cả. Nếu ngươi tin thì hầu núi này cũng sẽ đổi dời. Hallelujah. Các bạn trẻ sẽ tiến lên để thờ phượng ngài. Hallelujah. Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ thấy được cái điều cao siêu hơn cái ngày này. Hầu đời khi Chúa, chúng tôi hỏi Đức Chúa Trời duy ngài đại năng cao cả quyền oai. Hallelujah. Cảm ơn ngài Chúa Giêsu. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.